Theo nghiên cứu của UNICEF, tỷ lệ thừa cân và béo phì đang gia tăng nhanh chóng ở trẻ em Việt Nam. Tỷ lệ thừa cân và béo phì có xu hướng gia tăng theo độ tuổi, từ 7% ở trẻ dưới 5 tuổi đến 19% ở trẻ từ 5 đến 19 tuổi. Phần lớn trẻ thừa cân và béo phì là trẻ em trai và sống ở khu vực thành thị. Nếu không có bất kỳ hành động can thiệp nào, ước tính đến năm 2030, Việt Nam sẽ có khoảng 1,9 triệu trẻ em béo phì. Béo phì tác động tiêu cực về sức khỏe và kinh tế. Trẻ thừa cân tăng nguy cơ bị các tác động tâm lý như kỳ thị, tự ti, trầm cảm và lo lắng. Trẻ thừa cân tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và nguy cơ tử vong sớm. Thừa cân ở trẻ em gây ra một gánh nặng lớn về chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai cũng như thiệt hại về kinh tế. Nguyên nhân chính là do việc bán thực phẩm và đồ uống không lành mạnh gia tăng. Nhiều gia đình tại Việt Nam phụ thuộc vào thực phẩm và đồ ăn vặt không lành mạnh. Môi trường xã hội thúc đẩy trẻ em tiếp cận với thực phẩm không lành mạnh. Môi trường vật chất hạn chế khả năng tiếp cận với vận động thể chất. Biện pháp phòng ngừa béo phì cần thực hiện nhiều biện pháp, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của cộng đồng về thừa cân và béo phì, hậu quả và các yếu tố nguy cơ của nó, ví dụ như chế độ ăn uống không lành mạnh, thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo và nước ngọt có ga. Tăng cường giáo dục và truyền thông về dinh dưỡng để cải thiện hành vi ăn uống của người tiêu dùng, người chăm sóc và trẻ em, đồng thời tạo ra nhu cầu về chế độ ăn uống lành mạnh và cách lựa chọn thực phẩm sạch, không gây tăng cân. Sau đây là một đôi lời nhắn nhủ các bé tránh nguy cơ béo phì qua các vần thơ. Béo phì mất đẹp bạn ơi, đi đứng phục vịch vừa chơi mệt liền. Vì thế nhắn nhủ bạn hiền, uống, ăn, tập luyện chuyên cần bạn nha. Gái thì giữ dáng thướt tha, trai thì khỏe mạnh, thật là dễ thương. Giảm ăn đồ béo nhiều đường, giảm uống đồ ngọt thường thường có ga. Nhớ lời dặn ông bà ta, ăn chậm nhai kỹ mới là biết ăn. Đơn giản lắm, chẳng khó khăn, canh rau ăn trước, cơm thời ăn sau. Tăng cường vận động giờ chơi, tăng cường giúp mẹ thảnh thơi việc nhà. Trước là giữ dáng bạn nha, sau thời tu dưỡng để là con ngoan.